Okay, đây, em tên là gì? Em tên là Ngọc ạ. Ngọc ạ, đây sẽ là một trò ảo thuật với cuộn giấy này nhá. Ok. Đây là giấy anh vừa lấy ở trong... không, thôi. Cảm ơn anh nhờ Ngọc nhờ. Rất là đoạn rất đơn giản này chưa? Anh sẽ cuộn cái miếng giấy này lại một cái tròn này chưa? Ok. Và bây giờ anh sẽ làm cái này biến mất. Làm cái cuộn cái miếng giấy này biến mất được chưa? Bây giờ anh sẽ đặt cái nó vào trong tay này chưa? Anh sẽ nắm lại chưa? Ok. Rồi anh sẽ lấy ngón cái, lắc một phát. Cuộn giấy, tờ giấy này sẽ biến mất, em tin không? Hả? Nhìn nhá, anh sẽ làm thật chậm chưa? Anh sẽ lắc con cái chưa? Búng tay một cái, thổi. Không, để ở tay này đúng không? Đấy, em nhìn thấy chưa? Đấy. Không có đồng hồ đúng không? Đấy. Được rồi đúng không? Không phải cổ áo tay đúng không? Không phải người em đúng không? Anh sẽ làm lại, anh sẽ làm lại chưa? Anh sẽ làm lại. Nó đi đâu mất rồi? Tí anh sẽ bảo cho em biết nó đi đâu chưa? Anh sẽ làm lại nhá, bây giờ em sẽ phải quan sát thật rõ chưa? Nhìn kỹ nhá. Khi anh để tay này chưa? Khi anh mở ra chưa? Để vào đây phát. Quan trọng là ngón cái này, lắc một phát chưa? Nó sẽ kiểu như là nó sẽ... Cái ngón cái này làm ảo thuật là chính. Lắc chưa? Bùm. Anh không lấy ra đúng không? Yeah. Không cài đồng hồ đúng không? Anh không có tay áo nữa đúng không? Nên nó sẽ... Đây, lại, anh làm lại một lần nữa chưa? Không đút cổ áo đúng không? Lại nhá. Điều mà anh là làm một lần nữa mà. Ờ đấy, anh sẽ làm lại nhá. Điều đúng không? Nào giờ lần này anh sẽ làm lớn hơn được chưa? Nào giờ nên anh sẽ kiểm soát là nhìn rõ hơn được chưa? Rất đơn giản thôi, kiểu phải nắm tay vào ấy, lắc này phát biến được chưa? Sẵn sàng chưa? Biến mất em tin không? Em nghĩ nó còn ở đây không? Em nghĩ vẫn còn. À, đúng. Sao bay được? Nhìn nữa. Tay nào? Tay này. Nói chung là con bảo là tại anh kiểu như anh che tay ấy, hiểu không? Anh che tay này okay. Thì em sẽ không thể hiểu là hình dung là nó sẽ đi đâu đó. Nhưng mà lần này chưa? Anh sẽ để giữa ở đây chưa? Mọi người lại chưa? Anh để giữa đây chưa? Để em không thể biết được nó ở chỗ nào chưa? Ok. Anh nhìn thấy không? Khổ chưa? Kiểu em kiểu góc mình kiểu mình che tay ấy thì nó sẽ bị khó nhìn được đúng không? Yeah. Đúng không? Yeah. Khó nhở? Lần này phát sinh cuối cùng khó nhất thì anh nghĩ là lần này em sẽ biết được chuyện nó to, hiểu không? Anh sẽ không giấu được, nó sẽ to hơn tay của anh, hiểu chưa Ngọc? Nó sẽ to hơn tay của anh ấy đúng không? Nên lần này anh sẽ không kiểu như là giấu được em nữa, công nhận không? Yeah. Vì khi đứng được này nhá, em nhìn thấy không? Nó rất là nhìn thấy đúng không? Ok. Ui, to quá. Cái này em biết rồi. Em tên gì nhỉ? Thu Anh á? Anh tên là Tuấn Anh chưa? Cái trò này nhá, các em sẽ biết anh làm như nào. Ok. Nhưng mà bạn Thu Anh ấy, thì bạn sẽ không biết, nên các em đừng làm kiểu điều gì để bạn ấy biết bí mật được chưa? Đây, cái trò này để cho bạn ấy kiểu cảm giác cái kiểu ảo thuật một tí chưa nào. Em cầm cục giấy cho anh nhá. Nào về nhá. Chúng ta sẽ bắt đầu rất đơn giản như này nhá. Ok Thu Anh. Anh sẽ lấy một ít giấy trước rồi chưa? Ok. Em có bị cận không? No. Thế được. Nào về nhá, rất đơn giản chưa? Anh sẽ để tờ giấy này trong tay anh chưa? Và em sẽ là người đoán kiểu như là nó ở trong tay nào ấy. Ok. Có anh hiểu chưa? Ok. Chậm lại chưa? Tay nào? Làm lần nữa chưa? Nào, nhá, tức là nhá, anh sẽ để cho một trong hai tay chưa? Và em đoán một trong tay nào thôi được chưa? Một giờ, hai giờ. Đấy, cái này cross nhìn khó hơn đúng không? Chắc chắn chưa? Yeah. Ủa, gần đúng chưa? Đó, nói chung là chỉ 50-50 rồi chưa? Một giờ, hai giờ. Em bắt đầu quen dần với game rồi đấy. Hả? À? Sao thế nhỉ? Nào, lại một lần nữa chưa? Đây nào, chắc chắn chứ? Yeah. Bây giờ để anh làm lại chưa? Em biết đồng giấy đi đâu không? Trời ơi! Chính vì thế anh bảo là cái trò này sẽ có tác dụng ở phía các bạn em mới biết, còn em sẽ không biết được chứ? Nó sẽ thú vị. Ok, cảm ơn em nhá. Anh sẽ đi vứt giấy.